Amram, Sofyan Amrabat trở thành học trò của huấn luyện viên Mourinho. Cụ thể, Romano thông tin Sofyan Amrabat gia nhập Fenerbahce Here We Go. Thỏa thuận đã được thực hiện giữa hai câu lạc bộ. Fiorentina sẽ nhận được khoản phí cho vay 2 triệu euro cùng với điều khoản mua đất 13 triệu euro và các khoản phụ phí 3 triệu euro. Hợp đồng có thời hạn là 4 năm cho Amrabat. Như vậy, Amrabat sẽ khoác áo Fenerbahce dưới dạng cho mượn ở mùa giải năm nay. Sau đó, Fenerbahce sẽ phải chi ra khoảng 16 triệu euro để mua đất cầu thủ này, bao gồm cả các điều khoản phụ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Amrabat hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho. Anh có thể kết hợp cùng với Fred để tạo nên cặp tiền vệ trụ. Tuyển thủ Maroc gia nhập Quỷ Đỏ theo dạng cho mượn với giá 10 triệu euro vào mùa hè năm ngoái. Anh có tùy với giá 20 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. Amrabat đã có màn ra mắt khó khăn tại Premier League nhưng ghi dấu ấn vào giai đoạn cuối mùa. Dù vậy thì Manchester United không muốn bỏ ra số tiền quá lớn để mua đất Amrabat. Sau cùng, MU ngừng theo đuổi Amrabat và đạt thỏa thuận chiêu mộ thành công Manuel Ugarte. AC Milan và AS Roma hoàn tất trao đổi lực lượng. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, AS Roma và AC Milan đã đạt thỏa thuận về thương vụ trao đổi giữa Tammy Abraham và Alexis Salamaker. Theo đó, Abraham cập bến Milan, Salamaker gia nhập Roma theo chiều ngược lại. AC Milan và AS Roma thống nhất việc hai ngôi sao gia nhập theo dạng cho mượn thay vì bán đứt như kế hoạch ban đầu. Giai đoạn đầu tiên cuộc thương lượng bị đình trệ, Roma và Milan đã nối lại đàm phán. Vấn đề trọng tâm cuộc đàm phán xoay quanh khoản phí mà Milan sẽ phải trả bên cạnh hợp đồng với Salamaker. AC Milan dự định chi ra 7 triệu euro, sau đó tăng lên 10 triệu. Cuối cùng thì hai đội bóng Italia thống nhất việc hỏi mượn thay vì mua đất, qua đó tránh phát sinh các khoản tiền chuyển nhượng có liên quan. Trước đó, Abraham được liên hệ chặt chẽ với West Ham United vào mùa hè 2024. Mặc dù vậy thì Milan quyết tâm sở hữu cựu sao Chelsea khi huấn luyện viên Paulo Fonseca mong muốn có sự phục vụ của Abraham. Trong khi đó, Salamakers gây ấn tượng trong màu áo của Bologna dưới dạng cho mượn. Napoli chính thức sở hữu Lukaku. Hôm 24 tháng 8, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Chelsea đã đạt thỏa thuận với Napoli về việc bán tiền đạo Romelu Lukaku. Tiền đạo người Italia đã tới thành phố Naples vào sáng nay theo giờ địa phương để tiến hành kiểm tra y tế. Và sau khi hoàn tất thủ tục, Lukaku đã đặt bút ký hợp đồng với câu lạc bộ của chủ tịch Aurelio De Laurentiis cho đến năm 2027 với mức lương hậu hĩnh. Theo đó, tiền đạo người Bỉ sẽ nhận được 6,5 triệu euro mỗi mùa giải, cộng với tiền thưởng, tổng cộng có thể lên tới 12 triệu euro. Câu lạc bộ miền Nam nước Ý sẽ trả khoảng 30 triệu euro phí cố định để có sự phục vụ của Lukaku. Nếu tính thêm cả các khoản phụ phí, tổng giá trị của thương vụ này có thể tăng lên khoảng 45 triệu euro. Tại Napoli, Lukaku sẽ đoàn tụ với Antonio Conte, huấn luyện viên đã giúp anh bùng nổ tại Inter. Chelsea đã trả 100 triệu euro để đưa Lukaku rời khỏi Inter Milan vào năm 2021. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ lại không thể hiện được phong độ cao như khi còn khoác áo Nerazzurri. Ở hai mùa giải gần nhất, Lukaku đã lần lượt khoác áo Inter Milan và AS Roma theo dạng cho mượn sau khi trải qua mùa giải 21-22 không đạt yêu cầu tại Chelsea. Tổng cộng, Lukaku đã có 59 lần ra sân cho The Blues, đóng góp 15 bàn và 2 kiến tạo. Kể từ khi trở lại Chelsea từ AS Roma sau khi hết hợp đồng cho mượn, Lukaku đã phải tập cùng với đội U21 Chelsea do không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Enzo Maresca. Southampton mua lại cựu đội trưởng. Southampton đang liên hệ với West Ham với ý định đưa James Ward-Prowse trở lại St. Mary. Tiền vệ này đã cập bến West Ham hồi mùa hè năm ngoái với mức giá 30 triệu bảng. Trước đó, anh đã có 12 năm khoác áo Southampton từ 2011 đến 2023 và có vinh dự nắm tấm băng thủ quân. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Manchester United chê Ben Chilwell. Theo Mirror, sau khi cân nhắc, Man United đã quyết định không chiêu mộ Ben Chilwell ở thời điểm cuối phiên chờ hè 2024. Quỷ đỏ không quá lo ngại vị trí hậu vệ trái, do vẫn có 3 lựa chọn là Shaw, Malaysia và Amas. Raheem Sterling đồng ý gia nhập Arsenal. Sau khi João Félix cập bến Stamford Bridge, Raheem Sterling sẽ bị bán đứt. Thực tế thì Sterling đã bị loại khỏi đội hình của Chelsea. Cầu thủ này còn bị tước áo số 7 và trao nó cho tân binh Pedro Neto. Do đó, Sterling không còn tương lai tại Chelsea. Có thông tin cho rằng Arsenal sẽ bổ sung Sterling vào đội hình. Mới nhất, The Independent tiết lộ cầu thủ người Anh gật đầu với dự án của Arsenal. Anh háo hức gia nhập pháo thủ. Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal có mối quan hệ bền chặt với Sterling sau khi cả hai từng làm việc cùng nhau tại Man City trước đây. Arteta thích tính cách của Sterling và tin rằng cầu thủ 29 tuổi sẽ có ảnh hưởng tích cực trong phòng thay đồ.
đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ hơn. Sterling cũng được Arsenal ngưỡng mộ vì bề dày kinh nghiệm và sự hiểu biết về cách tiếp cận chiến thuật phức tạp của pháo thủ, vì nó rất giống với phong cách chơi của Man City. Cầu thủ trải cánh này khả năng đồng ý giảm lương để gia nhập Arsenal, với việc pháo thủ khó có thể trả lương cao hơn 150.000 bảng một tuần. Leicester City chào đón tân binh kỷ lục. Vừa qua, Leicester City đã chính thức công bố thương vụ Bilal Elkhanous, tân binh mà họ chiêu mộ thành công từ Anh với mức phí rơi vào khoảng 19 triệu bảng, con số kỷ lục tại sân King Power. Được biết, tài năng người Maroc sẽ gắn bó với Bầy Cáo thông qua bản hợp đồng có thời hạn là 4 năm. Mùa giải trước, Elkhanous có cho mình 3 bàn thắng và 6 đường kiến tạo ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Chelsea và Al Ahly chờ Victor Osimhen. Theo Sky Sport, ở thời điểm chót phiên chợ hè 2024, cả Chelsea và Al Ahly đều cử đại diện tới Naples để trực tiếp đàm phán chiêu mộ Victor Osimhen. Al Ahly đang nắm ưu thế bởi ngoài mức giá 70 triệu bảng, đội bóng này sẵn sàng trả tiền đạo người Nigeria mức lương hậu hĩnh là 30 triệu euro một mùa. Liverpool từ chối bán thủ môn Kelleher. Theo The Athletic cho biết, Nottingham Forest đã chính thức gửi đến Liverpool một lời đề nghị gồm tiền mặt và sự phục vụ của Matt Turner để đổi lấy Cao Imhin Kelleher. Tuy nhiên, The Kop đã ngay lập tức từ chối đề xuất này. Thay vào đó, đội chủ sân Anfield đang định giá 30 triệu bảng cho thủ thành 25 tuổi và thực chất là họ cũng không có ý định để anh rời đi. West Ham tậu Giovanni Lo Celso. Ở thời điểm cuối phiên chợ hè 2024, West Ham đã liên hệ để chiêu mộ tiền vệ Giovanni Lo Celso, cầu thủ đã bị Tottenham Hotspur gạt khỏi kế hoạch sử dụng. Huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa cũng muốn chiêu mộ Lo Celso do từng làm việc cùng với tiền vệ này ở Villarreal trước đây. Manchester United công bố Ngọc Thô Mali. Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano, Manchester United chuẩn bị xác nhận ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ tuổi tin người Mali, Sekou Kone. Quỷ đỏ gần đây đã đạt được thỏa thuận bằng với tiền vệ của Gidas FC và câu lạc bộ hiện đã ký tất cả các tài liệu để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng. Cầu thủ 18 tuổi này sẽ hoàn tất các bước chính thức trước khi trở thành người của Manchester United trong 24 giờ tới. Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers và Red Bull Salzburg đều quan tâm đến cầu thủ tuổi tin này. Kone sớm gây ấn tượng mạnh mẽ ở tuyển Mali tại U17 World Cup năm ngoái. Mali đã bị Pháp loại ở bán kết của giải đấu này, nhưng Kone đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau khi thu hút sự chú ý bằng màn trình diễn cực kỳ điềm tĩnh tại hàng tiền vệ. Anh đã giúp cho đất nước của mình giành được vị trí thứ 3 chung cuộc sau khi đánh bại Argentina trong trận tranh hạng 3. Aaron Ramsdale rời Arsenal. Sau nhiều đồn đoán, Aaron Ramsdale sẽ sớm nói lời chia tay với Arsenal để chuyển sang khoác áo Southampton trong những ngày sắp tới. Theo tiết lộ từ The Athletic, đây sẽ là một thương vụ dài hạn thay vì một bản hợp đồng cho mượn như những đồn đoán trước đó, và The Saints sẽ phải bỏ ra khoảng 25 triệu bảng để thâu tóm Ramsdale. Bên cạnh đó, Arsenal đã đạt thỏa thuận mượn thủ thành Neto của Bournemouth. Hôm nay 30 tháng 8, thủ thành người Brazil sẽ tới London làm thủ tục kiểm tra y tế. Bournemouth đã quyết định để Neto ra đi sau khi mượn Kepa Arrizabalaga của Chelsea. Amos chuẩn bị tái ngộ Ronaldo tại Ả Rập Xê Út. Theo phóng viên Sacha Taviolari, Sergio Ramos sẽ gia nhập câu lạc bộ Al Orouba ở Saudi Pro League. Đội bóng này vừa giành quyền thăng hạng. Hè này Al Orouba đã chiêu mộ thành công Christian Tello để tăng cường sức mạnh. Đã có nhiều tin đồn về tương lai của Sergio Ramos sau khi cầu thủ này rời khỏi Sevilla theo dạng chuyển nhượng tự do. Có tin đồn còn cho rằng Al Nassr của Ronaldo cũng nhắm tới trung vệ người Tây Ban Nha. Tuy vậy, thương vụ này không trở thành hiện thực. Cũng có những tin đồn liên hệ Ramos với MLS, nhưng tất cả đều bị loại trừ. Ramos đã có một sự nghiệp huy hoàng. Anh gia nhập Real Madrid vào năm 2005 từ Sevilla với mức phí chuyển nhượng 27 triệu euro, kỷ lục với một hậu vệ Tây Ban Nha ở thời điểm đó. Sau 16 năm tại Bernabeu, Ramos đã ra sân 671 trận, ghi 101 bàn và đóng góp 40 pha kiến tạo. Ramos cũng giành được rất nhiều danh hiệu, trong đó có 5 La Liga và 4 Champions League. Anh xứng đáng được ghi nhận là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau khi chia tay Real Madrid, Sergio Ramos đã cập bến Paris Saint-Germain và Sevilla. Ở mùa giải năm ngoái, Ramos vẫn ra sân 37 trận cho Sevilla, đóng góp tới 7 bàn thắng dù đã bước sang tuổi 38. Chính vì vậy, việc Ramos tiếp tục duy trì sự nghiệp thi đấu bóng đá của mình thêm một vài năm nữa là chuyện không khó. Những giải đấu như là Saudi Pro League hay MLS hoàn toàn phù hợp với cầu thủ này.